Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 6 cáo buộc lực lượng Ukraine đã bắn 5 tên lửa từ hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân được Mỹ cung cấp ATACMS vào thành phố Lugansk, phía đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bộ cho biết vụ tấn công đã khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Truyền thông Nga dẫn lời các quan chức Nga trước đó cho biết 22 người, trong đó có một trẻ em 8 tuổi đã bị thương, trong khi chưa rõ số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị trúng tên lửa. Leonid Pasechnik, thống đốc Luhansk do Nga bổ nhiệm cho biết vào cuối ngày 7 tháng 6 rằng số người thương vong đã lên tới 57 người, trong đó 4 người trong số những người bị thương đã chết. Ông Pasenik cho biết 33 tòa nhà đã bị hư hại, bao gồm hai trường học, ba trường mẫu giáo, trường cao đẳng công nghệ thông tin và doanh nhân Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng 4 trong số 5 tên lửa được Ukraine bắn đã bị phòng không nước này bắn hạ. Tuyên bố cho biết tên lửa đã xuyên qua hai khu trung cư. Ngoài ra, Bộ cũng cho biết thêm rằng vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà 5 tầng. Quân đội Ukraine chưa xác nhận vụ tấn công, nhưng tờ Military của Ukraine vào ngày 7 tháng 6 đưa tin một tòa nhà ở Lugansk được quân đội Nga sử dụng làm doanh trại bị tấn công. Theo Military, tòa nhà được sử dụng làm cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự. Ngoài ra, tại Lugansk, quân đội Nga đang lập doanh trại cho binh lính, luân phiên từ tiền tuyến trở về. Vào cuối tháng 5, lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đã tấn công trường hàng không quân sự cao cấp cũ ở Lugansk. Cơ sở này được người Nga sử dụng cho mục đích quân sự sau khi kiểm soát thành phố Lugansk. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 7 tháng 6 cho hay ông muốn chốt về thành lập một liên minh gồm các huấn luyện viên quân sự cho Ukraine trong những ngày tới, theo AFP. Ông Macron phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris vào ngày 7 tháng 6, theo AFP. Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian này để hoàn thiện liên minh lớn nhất có thể nhằm thực hiện yêu cầu của Ukraine. Chúng tôi muốn có một liên minh và một số đối tác của chúng tôi đã đồng ý. Chúng tôi không đơn độc. Ông Macron không nêu tên các quốc gia đã cam kết cử huấn luyện viên quân sự tới Ukraine, theo đài Athi. Ông Macron lập luận rằng việc cử các chuyên gia đến thực hiện công việc đào tạo ở Ukraine sẽ không gây ra phản ứng từ phía Nga. Tổng thống Macron nhấn mạnh, theo RT, "chúng tôi không có chiến tranh với Nga, chúng tôi không muốn leo thang, nhưng chúng tôi muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Ukraine kháng cự. Có phải đây là một sự leo thang nếu Ukraine yêu cầu chúng tôi huấn luyện binh sĩ được huy động trên đất của mình? Không, vì điều đó không có nghĩa là triển khai binh sĩ châu Âu hoặc đồng minh tới tiền tuyến." lực lượng Pháp đã huấn luyện khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine ở Pháp và các nước NATO khác. Lithuania và Estonia cũng đã công khai gợi ý rằng họ sẵn sàng triển khai các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine. Trên thực tế, Thủ tướng Estonia Kazakalas trong tháng trước khẳng định các huấn luyện viên của NATO đã hoạt động ở Ukraine, theo AT. Giới chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nhân viên quân sự nước ngoài nào ở Ukraine sẽ bị xem là mục tiêu tấn công hợp pháp, bất kể nhiệm vụ và địa điểm của họ. Vào cuối tháng 2, Tổng thống Macron bắt đầu đưa ra những phát biểu công khai về khả năng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine, gây ra sự phản đối từ một số đồng minh NATO. Điện Kremlin cũng đã cảnh báo rằng một bước đi như thế chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga, theo Ati. Theo tạp chí Forbes, không quân Nga đã triển khai 3.000 quả bom lượn ở Ukraine mỗi tháng. Những quả bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh này có tầm hoạt động hơn 60 km. Điều này có nghĩa là các tiêm kích bom của Nga như là Su-30, Su-34, Su-35 có thể thả những quả bom nằm ngoài tầm bắn của gần như tất cả hệ thống phòng không Ukraine, ngoại trừ những hệ thống tốt nhất và hiếm nhất của nước này nhóm phân tích deepset của ukraine đánh giá các quả bom lượn kab là vũ khí thần kỳ của quân đội nga đồng thời nói rằng ukraine trên thực tế không có biện pháp nào để đối phó dù lực lượng ukraine không thể chống lại các quả bom lượn của nga nhưng kiev có thể phản đòn bằng các quả bom lượn của nước này để đạt được mục tiêu đó, lực lượng không quân Ukraine đang chuyển đổi 40 tới 50 tiêm kích MiG-29 và có thể là cả hàng chục tiêm kích Su-27 hiện có của nước này thành máy bay ném bom lượn bằng cách trang bị cho chúng những quả bom đường tính nhỏ SDB do Mỹ sản xuất. Đây được coi là một sự phát triển quan trọng bởi lực lượng không quân Ukraine với quy mô nhỏ gần như chỉ có 100 máy bay chiến đấu thời Liên Xô đang vật lộn đối phó với chiến dịch ném bom lượng tan khốc của lực lượng không quân Nga vốn có nguy cơ lớn hơn nhiều. Không quân Nga sở hữu hàng trăm tiêm kích Su-30, Su-34 và Su-35 có thể chở 4 hoặc thậm chí là 6 quả bom lượng KAB cho mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Nhà phân tích người Phần Lan Johnny Askola đánh giá, đây là tin tuyệt vời. Tuy nhiên, tin không vui là có lẽ không quân Ukraine không đủ số lượng bom SDB hay là loại đạn giờ khác để trang bị cho các tiêm kích MiG và Sukhoi trong chiến dịch ném bom của Nga. Không ai ngoài lầu năm góc và không quân Ukraine biết Kiev đã có những quả bom SDB với tầm bắn 110 km và trang bị vệ tinh dẫn đường cho tới khi những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội vào tháng trước, cho thấy một chiếc MiG-29 có 6 quả bom đường kính nhỏ bên dưới cánh. Những chiếc mic của không quân Ukraine có khả năng mang bom lượn. Hồi năm ngoái, các kỹ thuật viên của Mỹ, Pháp và Ukraine đã làm việc cùng nhau để trang bị cho các tiêm kích MiG-29 và Su-27 của Ukraine những quả bom lượn có tên là bom tấn công trực diện phối hợp tầm xa Zidamer do Mỹ sản xuất và bom lượn AASM do Pháp chế tạo. Bom đường kính nhỏ SDB có lợi thế là nhỏ hơn và có tầm hoạt động xa hơn bom Zidamer và cả AASM. Cả hai quả bom này có tầm hoạt động là 64 km trong điều kiện tốt nhất. Một chiếc tiêm kích mic hoặc Sukhoi được trang bị bom SDB có thể tấn công 6 mục tiêu trong một lần xuất kích và thực hiện từ xa nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hệ thống phòng không Nga. Một điều nữa cũng khá quan trọng, đó là mỗi quả bom SDB có giá chỉ 40.000 đô la Mỹ. Loại bom này có giá tương đương giá của JDAM, nhưng chỉ bằng 1 phần 5 giá của AASM. Việc những quả bom đường kính nhỏ có chi phí thấp thì cơ hội Ukraine nhận được lô bom lớn hơn cũng cao hơn. Rõ ràng dựa trên nhịp độ tấn công của Nga, có thể thấy là ngành công nghiệp nước này có thể sản xuất khoảng 3.000 quả bom lượn mỗi tháng. Cần có vài chục chiếc su khôi, với mỗi chiếc có thể thả 2-4 quả bom mỗi ngày trong một tháng, thì mới thả hết số lượng bom nói trên. Do đó, theo nhận định của giới quan sát, lực lượng không quân Ukraine cần có đủ máy bay để theo kịp tốc độ chiến dịch ném bom của Nga. Và một khi Ukraine nhận được 85 tiêm kích F-16 vào mùa hè này thì họ sẽ có nhiều hơn con số cần thiết đó. Điều chớ trêu là Ukraine rõ ràng không có đủ bom. Pháp cam kết gửi 50 quả bom AASM mỗi tháng. Cả Mỹ và Ukraine đều không tiết lộ Washington đang chuyển đến Ukraine bao nhiêu bom Zidam và SDB. Nhưng hợp đồng đầu tiên mà Lầu Nam Góc ký với hãng Boeing để cung cấp Zidam cho Ukraine vào đầu năm 2023 trị giá 41 triệu đô la Mỹ đủ để sản xuất 1.000 quả bom. Hợp đồng lớn tiếp theo nhằm cung cấp bom zidan với những đầu dò được cải tiến cũng đã đến hơn một năm sau đó. Khó có khả năng các lực lượng của Ukraine được hỗ trợ vài trăm quả bom lượn mỗi tháng, mà có lẽ chỉ bằng một phần mười so với số lượng bom Ukraine cần để theo kịp hỏa lực trên không của Nga. Theo Fox, Nga đang chiếm thế thượng phong trong chiến dịch ném bom, không phải vì Nga có nhiều máy bay chiến đấu hơn, mà vì nước này có thể sản xuất nhiều bom hơn so với Ukraine. Tờ The Telegraph dẫn thông cáo từ cảnh sát Đan Mạch tuyên bố vụ tấn công xảy ra tại Kuntovet, quảng trường dành cho người đi bộ, nằm tại trung tâm thành phố. Chúng tôi đã thực hiện một vụ bắt giữ và đang tiến hành điều tra. Hiện chúng tôi không có bình luận gì. Hai nhân chứng là Maria Adrian và Anna Davien kể với tờ BT của Đan Mạch rằng họ trông thấy Thủ tướng Frederiksen xuất hiện khi đang ngồi bên đài phun nước ở quảng trường Kuntovet vào khoảng 6 giờ chiều ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương. Các nhân chứng kể lại tình cảnh khi đó, một người đàn ông đi ngược chiều và sâu mạnh vào vai bà ấy khiến bà ngã sang một bên. Dù đó là một cú đẩy mạnh, nhưng bà Friedrichsen không bị ngã xuống đất. Người tấn công bà Friedrichsen là một người đàn ông cao và gầy. Anh ta cố gắng chạy thoát nhưng chưa được bao xa thì bị những người đàn ông mặc vest khống chế và đè xuống đất. Một nhân chứng khác là Casper Jorgensen trả lời phỏng vấn tờ Extra Bladet nói rằng anh ta trông thấy người đàn ông trên bị kỳ xuống đất và một người có vẻ là thuộc một cơ quan mật vụ đã đè đầu gối lên lưng đối tượng. Jorgensen kể lại, họ không chế anh ta và người này đã nằm đó trông có vẻ bối rối và hơi choáng váng. Theo giờ The Telegraph, vụ tấn công Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen diễn ra khi 450 triệu dân tại 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đang đi bỏ phiếu để bầu ra hơn 700 thành viên nghị viện châu Âu. Ngoài ra, vụ việc này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn khi đang gặp gỡ những người ủng hộ.